Thưa quý vị và các bạn, Liên hoan Phát thanh Truyền hình Nghệ An là hoạt động được tổ chức thường niên 26 năm qua. Liên hoan năm nay có 123 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả tham gia. Bên cạnh các phòng chuyên môn của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, còn có các trung tâm văn hóa thông tin và truyền thông các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có chuyên đề, chuyên mục phát trên sóng Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chiều nay tại lễ bế mạc liên hoan có 54 tác phẩm xuất sắc đã được trao giải thưởng. Dự lễ bế mạc có các đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyễn Nam Đình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Thu Hường, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, các đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Mặc dù khó khăn do dịch COVID-19, nhưng Liên hoan Phát thanh Truyền hình Nghệ An lần thứ 26 rất ghi nhận sự tham gia tích cực của các phòng nội dung cũng như các đơn vị ngành, trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông các huyện, thành thị. Nhiều đơn vị, nhiều tác giả đã mạnh dạn thay đổi hình thức, phương pháp thể hiện truyền thống, có sự đầu tư cho tác phẩm. Những tác phẩm được vinh danh tại Liên hoan Phát thanh Truyền hình lần thứ 26 năm nay đã có nhiều phát hiện mới trong đề tài, có ý nghĩa về mặt chính trị, kinh tế, xã hội, được nhiều người dân quan tâm và có tính định hướng cao. Có cách thể hiện sinh động, phát huy được thế mạnh của đặc thù từng thể loại. Đặc biệt, khi đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục hoành hành, nhiều khu vực khoanh vùng cách ly, nhiều ngành nghề tạm ngưng hoạt động, thì dường như không có một vùng cấm nào trong tác nghiệp của phóng viên NTV. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao thưởng cho 54 tác phẩm xuất sắc ở hai loại hình phát thanh và truyền hình. Cụ thể, loại hình phát thanh có 3 giải vàng, 8 giải bạc và 15 giải đồng. Đối với các tác phẩm truyền hình, ban tổ chức đã trao 5 giải vàng, 7 giải bạc và 16 giải đồng. Ngoài ra có 9 tác phẩm về đề tài y tế, giáo dục, nông nghiệp, giao thông đã được lựa chọn để trao giải ngành. Giải ảnh Khoảnh khắc NTV cũng đã được trao cho 6 tác giả gồm 3 giải ba, 2 giải nhì và 1 giải nhất. Ngoài ra, Liên hoan cũng đã trao các giải phát thanh viên, kỹ thuật viên, quay phim xuất sắc. Kết quả của Liên hoan Phát thanh Truyền hình Nghệ An lần thứ 26 chính là sự tôn vinh quá trình lao động nghiêm túc, thầm lặng, đầy say mê, sáng tạo của các nhà báo trong năm 2021. Những giải thưởng của kỳ Liên hoan sẽ góp phần thúc đẩy những bước chân nhà báo, phóng viên tiếp tục đến với mọi miền quê, tạo nên những tác phẩm báo nói, báo hình có ý nghĩa với cuộc sống.